vẫn là phim thôi, nhưng mà em sẽ làm một bộ phim chiếu ở trên mạng, trên các mạng xã hội, trên YouTube để tặng quý vị khán giả đã theo dõi cuộc nói chung là theo dõi những từ đầu em làm nghề tới ngày hôm nay là gần 8 năm mà. Và sau đấy thì ngoài diễn ra thì em vẫn cố gắng mở thêm những chi nhánh bún đậu nữa. Mọi người thèm bún đậu thì cứ nhớ tới Mạc Văn Khoa. Anh có thể cho em xin một câu chúc không? Ok, ok. Nhân dịp năm mới, bà Văn Khoa xin được gửi những lời chúc yêu thương nhất, những lời chúc thân thương nhất, những lời chúc phấn khởi nhất tới tất cả quý vị khán giả của VTC ạ. VTC đúng không? Tới tất cả quý vị khán giả của VTC, chúc tất cả quý vị khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe, thật là nhiều niềm vui. Và đặc biệt thật là nhiều tiếng cười trong gia đình mình, lúc nào cũng nở nụ cười ở trên cái khuôn mồm của mình ạ. Ok, cảm ơn.